Những ngày qua tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nắng nóng gay gắt. Dự báo từ ngày 5 tháng 7, khu vực Bắc Bộ nắng nóng giảm dần, còn Trung Bộ nắng nóng duy trì đến khoảng ngày 8 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 4 tháng 7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất trong ngày là từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ lên trên 35 độ là vào 10 giờ cho đến 17 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.